cải nè, sên xả ớt nè mọi người. Mâm tỏi nhiều món cho bà con ăn. Thôi là 400 phần con trai. Cô Lan và chú Nam ở Ireland thì ngày hôm qua đó là cũng đã có phát cho khoảng được gần 50 người, thì hôm nay còn hơn 50 người nữa thì sẽ tiếp tục phát tiếp cái số tiền mỗi người là 200.000. Thì con sẽ nhờ cô Tư phát dùm, thì hôm nay mình cứ phát ngẫu nhiên thôi vì chắc chắn hôm nay bà con ra đông nên là ai ra đầu tiên đó thì mình sẽ phát, còn sau đó thì thôi có bao nhiêu phát bấy nhiêu, chia sẻ một phần khó khăn với bà con. Thì cái số tiền là 20 triệu của cô Lan và chú Nam ở Ireland muốn gửi 100 người nuôi bệnh, thì ngày hôm qua đã gửi được một số rồi. Sau đó thì Tuấn Dương quyết định là ngưng, bởi vì nếu như mà mình phát tiếp thì sẽ có cái hiện tượng là nhiều người vào mượn đổi áo để ra để lãnh, nên là ngày hôm nay sẽ phát tiếp cái số tiền còn lại. Còn cái buổi nấu cơm ngày hôm nay là mình nấu cơm chay đúng không cô? Nấu cơm chay con. Dạ. Nấu cơm chay với bánh mì, chuối, vâng. Nước suối. Dạ. Thì cái buổi nấu cơm chay ngày hôm nay đó là do gia đình nhà chú Đinh Đạt Ngân, thì gồm có 3 người con đóng góp là Đinh Tiến Thịnh, Đinh Tiến Thành và Đinh Kiều Anh ở Calgary, Canada có gửi là 1.000 nấu cơm chay ở bệnh viện Chợ Rẫy, tiền Canada. Thì lát xíu con sẽ gửi thêm các cái tình nguyện viên một chút để uống cà phê. Dạ. Đây bánh mì này các bạn này. Đây là phát bánh mì ngọt này. Đây là chuối này. Trời ơi hôm nay chuối nhìn rất ngon nhé. Vàng ươm luôn. Nước suối. Đây là cơm chay và canh, cũng là canh súp luôn. Cơm thì là gồm có cơm, các loại cơm, rau củ quả. Canh cũng là từ rau củ quả. Rồi cơm là nấm. Cái phần này là nấm này, các loại nấm. Số lượng ở đây thì khoảng là gần 400 phần cơm. Còn riêng về bánh mì thì có khoảng 300 ổ. Nước suối đầy đủ, có phát thêm cả khẩu trang nữa. Ngày hôm nay là sẽ phát rồi phát cho những cái người cô phát luôn. Rồi đứng im đấy nhá, em chưa đi vội. Khi nào kêu đi đi. Rồi. Em là bệnh gì? Cô
À, u cổ, rồi. Em bệnh gì? Con bị mổ não đây nè. Mổ não? Tai xỉu không phải. Ờ rồi, cất tiền đi rồi, ok. Rồi gửi biếu chú. Chú xạ trị ung thư đúng không? Rồi gửi biếu cô. Đây những bệnh nhân và người nuôi bệnh sẽ phát, mỗi người sẽ nhận 200 ngàn nhé, một phần cơm nữa. Rồi cảm ơn chú và thêm một phần giúp đỡ bà con bớt khó khăn. Rồi xin mời cô phát cho tới hết thì thôi. Rồi mỗi bệnh nhân người nuôi bệnh sẽ nhận là 200 ngàn. Bà đi nuôi bệnh. Rồi tới hết rồi. Đó. Rồi. Đây bây giờ sẽ ưu tiên phát cho những cái người bệnh nhân. Rồi xin mời, xin mời. Rồi xin mời, xin mời. À, xin mời anh. Chị nhận có được nhận tiền không? Rồi chị có mừng không? Rồi cảm ơn chị nhé. À ung thư máu à? Rồi cứ ở đây thì lên tới nhận cơm nhá. Ngày nào cũng phát. Ngày nào cũng phát, cô bác còn ở đây thì cứ tới lãnh cơm. À, xin mời. Mời các cô bác, ai còn ở đây thì cứ ra lãnh cơm. Dạ. Rồi, xin mời. Các cô chú rất mừng luôn. Nhiều người có nói là bị bệnh ung thư máu đó các bạn. Nên là nhiều người ung thư máu. Rồi xin mời cô. Cô lấy cho cô một phần đi cô. Dạ. Rồi rồi đây có rồi. Đây, cô này ung thư mà ra sau này, rụng hết tóc có rồi cô. Cô ra sớm hơn chứ ra muộn quá tiền phát hết rồi. Dạ vâng, xin mời, xin mời. Rồi mời em. Rồi xin mời. Đó, bà mang cả cái bình thủy rồi, cảm ơn cô. Rồi xin mời, cảm ơn. Rất là hậu hĩnh các bạn. Mỗi người nhận 200 ngàn cũng phụ thêm với bà con cô bác được một chút để bớt khó khăn. Xin mời. Rồi xin mời. Lấy cơm, lấy bánh mì, nước suối, chuối đi anh. Rồi lấy đầy đủ ạ. Còn chuối nữa kìa, lấy chuối đi. Rồi mời bà tiến lên bà. Chúc bà sức khỏe. Rồi xin mời. Xin mời. Đây ngoài những người áo vàng đó các bạn, đây này. Vâng, xin mời, cảm ơn cô. Rồi, xin mời, cảm ơn em. Ở đây thì ra lãnh cơm nữa nhá. Ngày nào cũng phát. Ê,
Đây các bạn nhìn ở bên kia cô bác ra rất là đông luôn. Các cô chú cũng hết sức vất vả để hướng dẫn. Rồi xin mời. Rồi lấy chai nước nữa được rồi. Tuấn Dương cũng xin phép anh Đinh Đạt Ngân là sẽ tặng cho mỗi người một chút uống cà phê. Anh cũng có ủng hộ Tuấn Dương thì Tuấn Dương xin phép lát xíu là sẽ gửi cho các cô chú một chút tiền để uống cà phê. Vì các cô chú cũng đã tạo điều kiện giúp đỡ rồi, xin mời. Bà con cô bác rất là đông. Bởi vì hôm nay là có thông báo phát tiền đó, nên là nhiều cô chú cũng ra. Đây này, những người sống lang thang cơ nhỡ, đi lánh cơm mang theo cả thú cưng nữa. Rất dài, rất đông. Đó, mấy người này các bạn để ý là người ta cứ nhìn cái bóp của mình. Đều là một số anh chị ở bên ngoài xã hội. Mình phát cơm ở đây nhiều năm nên là ai lạ ai quen mình biết hết. Đây, một cô vừa mới... Không xếp hàng không được nha, cô không được cái kiểu như vậy. Ở đây rất nhiều người theo dõi. Không chịu xếp hàng. Nhảy vào giữa để đứng. Cứ xếp hàng thì ai cũng có, tránh cái lộn xộn, mâu thuẫn. Chị nhìn thấy vẫn còn rất là dài. Đuôi còn rất là dài. Hy vọng là ngày hôm nay sẽ đủ thức ăn cho tất cả mọi người. Rồi xin mời chú. Yeah.
xin mời bà. Alo. Hầu hết những người nhận cơm là người có cái hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, đi nuôi bệnh. Đây ông cụ rất là lớn tuổi này, đi nhặt ve chai.
Rất đông nha các bạn. Những cái ngày mà có thông báo phát tiền cho bệnh nhân ấy là các cô bác lại rất là đông. Đông thường là khoảng gấp rưỡi bình thường. Một số người xe ôm hoặc là những cái người ở gần đấy họ cũng nghĩ là sẽ phát tiền cho họ, nhưng mà các thành viên đều giải thích là chỉ có phát cho cái người bệnh nhân ung thư hoặc là những người nuôi bệnh thôi. Nhưng mà tâm lý thì họ vẫn cứ nán lại để coi xem là có thêm cái gì không. Chú uống cà phê nhé. Đây có gửi mấy chú để uống cà phê. Đằng kia còn nữa. Còn rất là dài luôn. Nay tới trễ quá chú. Đông quá con nãy. Dạ dạ. Dạ dạ. Chắc mình quá. Trời ơi. Trời đông luôn. Dạ, đông quá. Đây, vẫn còn dài tới tận đây. Gửi biếu chú Thanh. Chú ơi, gửi biếu chú chút uống cà phê. Dạ ơi, dạ, cảm ơn. Dạ, dạ. Đây, cô kia là người bệnh, chú Tư sẽ dẫn lên để lãnh cơm luôn. Gửi anh chút uống cà phê. Rồi, xin mời các cô bác. Rồi,
Rồi, xin mời. Rồi, phần cuối cùng. Rồi, gửi biếu chị uống cà phê, mấy chị phụ bếp, dạ rồi. Rồi, gửi em. Rồi, rồi. Dạ rồi. Rồi, có gì cô gửi chú Tư dùm nhá. Gửi cô đưa chú không biết, bỏ quên chú. Dạ, dạ, con cảm ơn cô.